chung là mình là vừa giáo viên rồi mình là giáo viên dạy múa luôn, mình giáo viên dạy hát cho các em luôn, giáo viên dạy thể dục cho các em luôn, giáo viên dạy thủ công cắt dán này kia, nói chung là mình dạy những gì mình biết mình dạy hết. Mình tên là Nguyễn Văn Hào, mình sinh năm 1985. Từ mình sinh ở Việt Nam nhưng mà từ rất bé mình đã cùng với bố mẹ sang Campuchia định cư. Lúc đó mình sang đây thì mình học hành cũng như bao bạn khác thôi, học chữ, học để biết chữ. Sau đó thì bố mẹ mới cho mình về Việt Nam học. Sau khi mình tốt nghiệp đại học sư phạm năm 2013 là mình bắt đầu sang đây để mà quản lý trường luôn. Thì ở đây thì mình dạy 3 lớp mà chỉ có 1 phòng thôi. 3 lớp 1 phòng như thế này thì nó rất là khó, nhưng mình cũng quen rồi, dạy được rồi. Thì ở đây là mình dạy lớp 3. Ở đây môn lớp 3. Thì bên đây thì mình dạy lớp 4. Đây là mình dạy lớp 5. Phải giảng bài liên tục từ lúc mà vào lớp đến lúc ra chơi là liên tục, chứ không ngưng được. Chiều lớp 3 xong là cho nó xem bài hoặc là làm bài tập thì qua lớp 4, lớp 5. Rồi 2 năm gần đây thì mình có tổ chức được cho các em cắm trại hè. Năm đầu tiên thì khó khăn, nhưng mà năm vừa rồi là năm thứ hai rồi, các em rất là thích. Các em cứ trông mong đến ngày hè để mà được cắm trại hè nữa. Sao đó đi phơi đó. Các em ở đây thì đa số cái tâm lý của bố mẹ là con mình học biết chữ rồi, cho nghỉ học để làm phụ gia đình. Có nhiều người đã nói với mình những câu là học cao quá để làm gì, học nữa làm gì, biết chữ được rồi. Thì theo như bản thân mình nghĩ, mấy người đã nói là không sai. Là do là cái trường mình khi học hết lớp 5 rồi, ra trường rồi, nó vẫn không có một cái bằng cấp nào để mà công nhận em đó đã học hết lớp 5. Có những em nghỉ học nửa chừng mà muốn về Việt Nam học đó, thì nhà trường sẵn sàng viết một cái giấy giới thiệu. Thì em đó về Việt Nam thì sẽ được cái xin vào cái trường nào đó thì dựa vào cái giấy giới thiệu của mình. Thì mình lên đây mình dạy thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều lúc mà cực quá thì cũng nản, cũng nhiều lúc cũng muốn bỏ nơi này lắm. Với cái mức lương là kể cả hiệu trưởng dạy 3 lớp luôn là 150 đô một tháng, thì nó cũng không đủ sống đâu, nó thật sự là không đủ sống. Còn vợ con nữa, thì mình muốn trụ được ở đây thì mình phải làm nhiều thứ hơn nữa. Mình đi cài đặt máy vi tính cho người ta, hoặc là mình đi lắp đặt camera cho người ta. Như thế nói chung là mình làm tất cả để mà có cái mức thu nhập để mình có thể trụ được ở đây. Nhưng mà mình hứa, mình đã từng hứa với các phụ huynh học sinh này một lời hứa, và mình vẫn còn nhớ. Mình hứa là ngày nào mà cái cuộc sống, đời sống mình vẫn còn ở đây, vẫn ăn, vẫn còn đủ miếng ăn, là mình sẽ trụ ở trường này. Vẫn thể còn sống được ở đây là mình sẽ ở đây dạy tiếp.